Chào các bạn, đây là cái mô hình mâm ngũ quả ngày Tết của ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam mình đó các bạn. Thì hầu như Tết năm nào mình cũng thấy mẹ mình chuẩn bị một cái mâm ngũ quả, và hầu như người trong nhà mình ai cũng chuẩn bị cái mâm ngũ quả các bạn. Từ thành phố cho tới nông thôn, từ Việt Nam Trung Bắc gì đều cũng có một cái mâm ngũ quả. Những cái thành phần khác thì có thể khác nhau, nhưng mà về thành phần chính thì mình thấy có 5 loại quả chính. Như các bạn thấy đây trên này đó là gì? Cầu, dừa, đủ, xài. Sẽ có thêm một trái nữa đó là trái sung. Cầu, dừa, đủ, xài, sung là năm mâm ngũ quả ngày Tết nha các bạn. Thì mình có thể đọc ngược lại nữa là cầu, sung, dừa, đủ, xài. Cầu, sung, dừa, đủ, xài hả? Cầu, dừa, đủ, xài, sung. Gì nữa các bạn? Thì cái mâm ngũ quả này sẽ tượng trưng cho cái sự sung túc đầy đủ cho một năm. Thực ra thì bà con mình chỉ mong được có một cái năm là không dư dả gì nhiều, cũng không cần giàu có gì nhiều, chỉ cần là đủ ăn, đủ mặc, đủ xài thế các bạn, không phải thiếu thốn, không phải lo lắng gì cho một cái năm mới hết. Thì cho nên cái mâm ngũ quả này là cũng tượng trưng cho một cái ước muốn bình dị thôi mọi người, một cái ước muốn là mình sẽ có đủ ăn, đủ mặc trong một cái năm mới. Không phải lo lắng về cái ăn cái mặc nữa. Thì một cái mong ước đơn giản đó đã thể hiện trong một cái mâm ngũ quả. Mâm ngũ quả tượng trưng cúng cho gia tiên vào ngày Tết đó các bạn. Đó chính là mâm ngũ quả ha. Thì mình không biết là ở những nơi khác thì có cái mâm ngũ quả có cái tục chân mâm ngũ quả hay không, nhưng mà ở miền Nam này, miền Trung mình đều thấy có mâm ngũ quả. Thì mình không biết miền Bắc thì như thế nào, hoặc là những cái nước khác như thế nào. Và mình thấy là đặc biệt là cái mâm ngũ quả là ngày Tết là ai cũng rất là chú trọng. Và năm nay thì là năm đầu tiên mình thấy tại đường Hoa Nguyễn Huệ là có chân cái mâm ngũ quả này luôn đó các bạn. Nhìn thấy rất là hay. Mọi người mà ai ở xa hoặc là những cái người lớn tuổi mà nhìn thấy cái mâm ngũ quả này là sẽ biết được liền đây là cái truyền thống và đặc biệt Tết thì mọi người mới chưng mâm ngũ quả các bạn, chứ còn ngày thường thì người ta không có chưng mâm ngũ quả đâu, chỉ có Tết thì mới có chưng cái mâm ngũ quả. Và đặc biệt là ngày Tết thì những cái trái như là mãng cầu hay là sung, xoài, đu đủ dừa thì từ cho non già lớn nhỏ gì là đều cũng bán sạch hết các bạn, và hầu như là còn không đủ để bán nữa. Đó, cho nên là mình sẽ thấy được cái ý nghĩa và cái giống như là cái quan niệm của người dân mình về cái mâm ngũ quả, thấy nó cảm thấy nó rất là quan trọng các bạn. Nhưng mà cái quan trọng ở đây không phải là có mâm ngũ quả, mà cái quan trọng ở đây là mọi người muốn có được một cái cuộc sống ấm no đầy đủ và không phải lo lắng về cái ăn cái mặc cho một năm mới. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu các bạn thích video của mình thì hãy cho mình một like. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Dương Nguyễn Family nha. Cảm ơn các bạn.